Bộ phim Kim Ngọc Lương Duyên. Biên kịch Mai Anh Cúc. Đạo diễn Hoàng Tổ Quyền. Chế tác Tống Bội Dân. Giám chế Lý Dĩ Dân. Với sự tham gia của các diễn viên Quách Kiến Hoa trong vai Kim Nguyên Bảo, Đường Yên trong vai Ngọc Kỳ Lân, Vương Dương trong vai Liễu Văn Chiêu, Cống Mễ trong vai Giang Hiểu Nguyên, Hoàng Minh trong vai Cố Trường Phong cùng một số diễn viên khác. Tập 16. Dạ phu nhân, Hiểu Nguyên nhà bà đúng là rất có lòng, còn chuẩn bị một tiết mục đặc sắc như vậy nữa. Hiểu Nguyên nhà tôi không có tài cán gì, chỉ là từ nhỏ đã thích nhảy múa. Lần này nó làm xấu trước mặt bà rồi. Làm gì có, nó múa rất đẹp mà. Trước đây nó đã múa một bài, tôi nghĩ là chắc chắn nó cố ý chuẩn bị cho bà đó. Hiểu Nguyên, Hiểu Nguyên à, lại đây, lại đây. Con và Tuyết Nhi luôn, cùng tới đây gặp mẫu thân của con đi. Sao con không nói gì hết vậy? Hiểu Nguyên, con sao vậy? Hiểu Nguyên bái kiến mẫu thân. Ngươi nói cái gì? Rốt cuộc chuyện này là sao? Ngẩng đầu lên xem. Các ngươi bao nhị điện hạ tới. Mẹ, Nhị điện hạ. Miễn lễ. Tạ ơn nhị điện hạ. Nhị điện hạ, vị này là Giang phu nhân của phủ Giang Cát Lão, cũng là thân gia của thần phụ. Giang phu nhân cũng mới tới phủ hôm nay. Tham kiến nhị điện hạ. Thần phụ thật vinh hạnh vừa tới kinh thành đã được diện kiến phong thái nhị điện hạ. Kim phu nhân, Giang phu nhân, hai vị thông gia khó khăn lắm mới gặp mặt, không ngờ lại bị vị khách không mời mà tới là bổn dương đây, quấy rầy rồi. Nhị điện hạ chê cười rồi. Đây là Kim Nguyên Bảo, trưởng tử của thần phụ,
Kim Nguyên Bảo bái kiến nhị điện hạ. Thiếu niên thần thám Kim Nguyên Bảo, bổn vương sớm đã nghe danh. Vị này chắc là thiên kim giang gia do hoàng thượng đích thân ban tặng Kim Ngọc Lương Duyên đó hả? Đúng vậy, đúng vậy. Đây là con dâu của thần phụ, Giang Hiểu Quyên. À, Hiểu Quyên, hôm nay là đại thọ của mẹ chồng con, lại được nhị điện hạ đích thân giá lâm. Phải thận trọng lời ăn tiếng nói và trông nom thọ yến cho tốt. Dạ. Còn đây là cháu trai của thần phụ, cũng là quản gia của phủ tướng quân hiện nay, Liễu Văn Chiêu. Liễu Văn Chiêu tham kiến nhị điện hạ. À, Liễu Văn Chiêu. Liễu Văn Chiêu, bổn vương trong dung mạo của ngươi nhìn có vẻ rất quen. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi hay không? Lúc nãy bổn vương thấy ngươi đứng rất xa, có vẻ như không muốn kiến lễ với bổn vương. Bổn vương nhất thời khó hiểu tới ngẩn người ra. Thì ra đã thất lễ rồi. À, tiểu nhân không dám. Chỉ là tiểu nhân thấy mình thân phận thấp kém, không dám tùy tiện xuất hiện trước mặt nhị điện hạ. Nếu bổn vương đã thấy ngươi thân thiết, vậy ngươi hãy ở bên cạnh chăm sóc cho bổn vương đi. Dạ. Nhị điện hạ mời. Nhị điện hạ mời. Giang phu nhân, nhị điện hạ vào phủ của ta xưa nay không qua lại, lần này lại đột nhiên tới, thật là kỳ lạ. Cho dù như thế nào, hai nhà thông gia chúng ta tổ chức thọ yến không được để sai sót. Chỉ cần bản thân chúng ta không gây họa là được rồi. Liễu Văn Chiêu, bổn vương ở trong phủ không thấy tin tức gì của ngươi, thật sự rất sốt ruột đó. Hơn nữa ta lại nghe nói hôm nay Giang Cát lão phu nhân sẽ tới. Thông gia hai nhà Kim Giang được Thái hậu ban hôn, hôm nay họ gặp mặt không biết sẽ thương lượng trò quỷ quái gì. Bổn vương cũng không còn cách nào khác nên mới đích thân tới đây. Tùy tiện quấy rầy khiến Liễu quản gia không vui đúng không? Văn Chiêu không dám. Đại nghiệp soán ngôi của bổn vương mưu đồ nhiều năm, không thể thiếu tiền, cũng không thể thiếu kho vũ khí của Kim gia được. Ngươi đại diện cho thế hệ con cháu, đứng ra nói có thể giúp được cho bổn vương. Bổn vương xem trọng hoài bảo của ngươi nên đã giao phó những việc này cho ngươi làm, nhưng ngươi lại cứ không ra sức cố gắng. Năng lực của ngươi không đủ hay lòng trung thành có hạn đây hả? Dân chịu một lòng trung thành với điện hạ. Bổn vương vẫn còn chưa nói xong đâu. Liễu Văn Chiêu, có phải ngươi thấy bổn vương nhân từ nên đối với một tên quản gia thấp hèn sẽ không nỡ ra tay, có phải vậy không? Nhị điện hạ, kho vũ khí thực sự phòng bị rất nghiêm ngặt, tiểu nhân không dám buông lỏng mà vẫn dốc hết sức ngày đêm bày mưu tính kế cho nhị điện hạ. Chỉ là việc này vô cùng trọng đại, mong điện hạ hãy cho tiểu nhân thêm chút thời gian. Trong năm nay bổn vương nhất định phải lấy cho bằng được đầu của tên Kim Nguyên Bảo, kho vũ khí của Kim gia và binh phù. Nếu không, lỡ như một khi thánh thượng băng hà để cho đại hoàng tử đăng cơ kế vị, còn ta vẫn chỉ có thể làm vương gia. Ngươi nhất định phải chết. Lại. Cô nương, mới lúc nãy cô đã nghe được những gì? Tôi không nghe thấy gì hết. Vậy cô đã nhìn thấy những gì? Không có, không nhìn thấy gì hết. Cô ta chỉ là một người hầu trong phủ, sẽ không nói ra đâu. Cho dù cô nói ra cũng sẽ không ai tin. Tôi không nói đâu. Hình như ta từng nói với ngươi, cái miệng như thế nào mới là an toàn nhất. Không phải ngươi quên rồi chứ? Không phải ngươi vẫn luôn muốn thể hiện lòng trung thành sao? Có ai đã từng nói với ngươi rằng người ta sẽ không thể đối mặt với người sắp chết hay chưa? Ngươi có tin vào tà ma không hả? Ngươi nhìn cô ta đi, nhìn cô ta đi.
chết hẳn rồi đó. Kỹ cách quăng của ta đi. Ta đi trước đây. Đợi ngày mai chúng ta hãy đi đi. Thôi mặc kệ đi, đằng nào cũng phải chết. Đi, đi. Xin thỉnh an mẹ. Tới trước mặt mẹ đi. Nè, sao bà dám đánh cô ấy? Kỳ Lân, tôi đáng phải nhận cái tát này. Con nói rất đúng. Cái bạt tai này đúng là con đáng phải nhận. Ta tuyệt đối không ngờ rằng con gái của Giang gia ta lại không biết xấu hổ, to gan làm càn như vậy. Còn ngươi là ai? Ở buổi thọ yến hôm nay thấy ngươi quên quan. Đáng tiếc cử chỉ tầm thường, cũng chỉ là con nha đầu bình dân lỗ mãng. Điều nực cười là Kim phu nhân lại bị ngươi che mắt. Ngươi lại thật sự coi mình là phượng hoàng. Mẫu thân, quả thật lần này con đã làm liều một phen. Con không muốn bị người và phụ thân coi là công cụ của cuộc hôn nhân chính trị, nên đã vì hạnh phúc của mình tự ý bỏ trốn. Nếu người cảm thấy con là người không biết xấu hổ thì con xin nhận. Con đang muốn nói đạo lý trà thô cơm lạc với ta sao? Không nhiều lời với con nữa. Con đã là con gái của nhà họ Giang ta. Cho dù con muốn hay không, con cũng phải làm công cụ của cuộc liên hôn này. Đêm nay con hãy quay về phòng đợi. Ngày mai con cùng với con nha đầu này tự quay lại vị trí vốn có. Hôm nay đã đi tới bước này rồi thì không thể ai tự về chỗ nấy được nữa. Mẹ cũng không dám làm như vậy. Không đúng sao? Ta không dám. Đây là cuộc hôn nhân được ngự tứ. Giả mạo là tội đại bất kính, sẽ bị tru di cửu tộc. Nếu như bị dạch trần cũng không có gì tốt cho mẹ hết. Con đang lấy cả tính mạng của họ Giang ra để uy hiếp ta phải không? Còn cả tính mạng của bản thân con. Con đang ăn nói hồ đồ gì đó. Cái gì mà tội khi quân chứ? Hai nhà Kim Giang đều được người ta nhắm mắt làm ngơ. Chỉ cần lặng lẽ hạ độc ả, nha đầu cướp nhân duyên của con gái ta, còn lại mình Giang Hiểu Nguyên con, cho dù có bắt thì cũng phải bắt về Kim phủ, chết trong Kim phủ. Bà dám sao? Nếu như bà dám làm thì tại sao hôm nay trên lễ đường bà lại không nói? Không phải là bà sợ nhị điện hạ sao? Hiểu Nguyên đã nói với tôi rồi, cuộc hôn nhân lần này là để các người củng cố thế lực trong triều của thái tử. Tôi mặc kệ các người tranh giành nhau như thế nào. Dù sao hôm nay tôi cũng đã múa, khách cũng đã gặp rồi. Ngay cả nhị hoàng tử tôi cũng đã gặp. Bà muốn hạ độc tôi cứ tự nhiên, nhưng mà để xem bước tiếp theo bà sẽ đối phó ra sao. Ngươi là cô nương nhà ai? Cử chỉ thô lỗ, ăn nói cọc cằn,
chắc chắn không phải xuất thân từ nhà đại hộ đâu. Người cướp mất nhân duyên của Hiểu Quyên ta cũng coi như đã sống được những ngày tháng tốt lành. Hãy cứ yên tâm mà ra đi. Sau khi hạ độc ngươi, ta và Kim phu nhân sẽ đích thân vào cung, nói rõ nỗi khổ tâm của Thái hậu và Thái tử. Thái hậu và Thái tử sẽ vì đại cục, chắc chắn sẽ thông cảm cho hai nhà chúng ta. Tới lúc đó, chúng ta vẫn là thông gia. Mẫu thân, mẹ muốn hạ độc cô ấy cũng được. Mẹ nhốt con trong Kim phủ cũng là việc vô cùng dễ dàng. Con và cô ấy bây giờ như cá nằm trên thớt, có chạy cũng không thoát. Chỉ là hôm nay nhị điện hạ tới thăm đã để lộ giả tâm, hắn ta nhìn thấy Kỳ Lân đã nhớ mặt cô ấy. Mẹ nghĩ với cơ hội này hắn sẽ không nắm bắt thời cơ mà làm lớn chuyện sao? Mà hơn nữa, nếu hoàng thái hậu và thái tử đều biết được chuyện này thì cho dù có gì thể diện nhà mình không giáng tội chúng ta thì sau này vẫn còn tin tưởng Giang gia sao hả? Biết được một chút phân tranh trong triều thì cho rằng có thể ép được những người đã từng lăn lộn mười mấy năm sóng gió sao? Kim gia, Giang gia đã làm kinh doanh được mười mấy năm, làm sao có thể bị hai con nha đầu các ngươi làm cho khốn đốn được chứ? Sau đó mẹ cô không nói gì nữa, chắc là chịu nhượng bộ rồi hả? Tôi cũng không biết, dù sao thì tâm cơ bà ấy cũng thâm sâu. Tuy bà ấy nói với tôi mấy chuyện nào là quan vị, triều đình, thái tử, hoàng tử, tôi nghe thấy đúng là phải kinh sợ. Nhưng sau khi tôi nói hậu quả cho bà ấy nghe, bà ấy cũng không nói được gì đó thôi. Tuy là như vậy, nhưng mà những kẻ đó cũng có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Suy cho cùng hai người chúng ta quá nhỏ bé. Hơn nữa bà ta chỉ là kế mẫu, vì lợi ích của bản thân có thể hy sinh tôi mọi lúc. Mẹ của tôi cũng không phải mẹ ruột, nhưng bà coi trọng mạng sống của tôi hơn cả mạng sống của mình. Được rồi, thò đầu ra cũng chết, rụt đầu vào cũng chết. Tôi không tin chúng ta không đấu lại kế mẫu cô. Ngày mai Kim phu nhân còn muốn mở tiệc chiêu đãi, tới lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau luôn. Trễ về rồi còn đi đâu? Lúc nãy ta đi dạo cùng Tuyết Nhi và nói chút chuyện. Đã trễ về rồi còn ra ngoài nói chuyện hay sao? Ta nói mùi biết, sau này sau thời gian mùi ăn tối sẽ do ta quản lý. Tại sao chứ, đâu phải ta được bán cho Quynh đâu. Đã gả cho ta cũng chính là bán cho ta. Nè, trễ về rồi còn đi đâu chứ? Nói chuyện và đi dạo cùng ta. Mùi biết hôm nay ta gặp bao nhiêu khách không? Ta không biết. Mấy trăm người. Ta nói mùi biết, mỗi bàn tiệc khoảng thời gian ta bỏ ra là ít nhất một chung trà. Đừng nói tới nhị hoàng tử đó, hắn không mời mà tới lại còn phải tăng gấp mấy lần. Vì vậy cuộc đời của ta đã lãng phí hai canh giờ cho chuyện vô ích đó. Nên muội phải đền cho ta. Tại sao ta phải đền cho huynh? Không phải mẹ huynh mừng thọ sao? Không lẽ bây giờ ta gọi mẹ ta ra đây đi tản bộ nói chuyện sao? Ta ôm eo bà, nắm tay bà rồi nói chuyện yêu đương với bà, chuyện đó hợp lý không? Không hợp lý. Đúng vậy, chúng ta đi. Nguyên Bảo. Nếu như muội xảy ra chuyện gì đó bắt buộc phải rời đi thì Quynh có đi cùng với muội không? Rời khỏi đâu? Kim phủ. Muội ngốc vậy, sao xảy ra chuyện gì chứ? Muốn làm chuyện xấu còn phải có đầu óc. Muội làm gì có đầu óc? Lỡ như mà, ý muội là lỡ như xảy ra chuyện. Vậy ta sẽ đi cùng muội, tiện thể đưa mẹ theo luôn. Nữ nhân các muội cứ tưởng tượng những chuyện không thể có thôi. Tiếp theo có phải muội muốn hỏi ta, nếu như muội và mẹ ta cùng rơi xuống nước, ta sẽ cứu ai không? Muội đâu có muốn nói như vậy. Vậy thì tốt. Nè, rốt cuộc Quynh sẽ cứu ai đó? Muội coi kìa. Quynh có thể không trả lời. Hey.
Muội biết là ta không biết bơi mà. Nhưng mà nếu như xảy ra chuyện như vậy thật á, thì phiền muội cứu mẹ ta lên trước rồi bơi lại cứu ta, có được không? Đúng là muội nói chuyện nghiêm túc chứ Quỳnh mà. Nếu như... Không có chuyện nếu như gì hết hả? Cảnh đẹp như vậy đừng làm ta mất hứng nữa. Nè, ngắm sao đi. Tuyết Nhi, muội coi cảnh đêm nay thật đẹp hả? Từ sau khi tới Kim phủ tới giờ, chuyện gì cũng được Huynh chăm sóc. Nhưng mà muội chưa bao giờ chính thức nói tiếng đa tạ Huynh hết. Chuyện Huynh lo từng chút một cho cuộc sống của muội không cần phải nói. Những lúc muội chán nản, lúc muội buồn bã nhất, chính Huynh đã an ủi muội, giúp muội tin rằng trên đời này vẫn còn có người đáng để muội tin tưởng và dựa vào, giúp muội một lần nữa được trở lại cuộc sống vui vẻ. Ơn nghĩa sâu đậm này của Huynh, muội sẽ mãi mãi ghi lòng tạc dạ. Tuyết Nhi, ta đâu có tốt như muội nói chứ. Ta còn phải đa tạ muội, nói ra sợ muội chê cười. Ngoài muội ra không ai tình nguyện uống thuốc của ta hết. Huynh đừng bao giờ nói những câu như chỉ có muội mới dám uống thuốc của Huynh nữa. Những gì Huynh dành cho muội còn hơn như vậy. Muội phải đi rồi. Hả? Phải. Trời cũng không còn sớm nữa, sương xuống lạnh rồi, muội cũng nên về đi. Huynh phải tự mình bảo trọng bản thân. Người tốt như Huynh nhất định sẽ được thần tiên che chở. Phải. Mẹ ta cũng nói kẻ ngốc cũng có cái phúc của kẻ ngốc. Trường Phong, Huynh quay người lại đi. Hả? Huynh quay người lại đi. Đa tạ Huynh. Là thật, chuyện này là thật. Tuyết Nhi lại ôm mình. Mình không thể đòi hỏi hơn nữa, như vậy thì quá tham lam. Muội ấy ôm mình là đủ rồi. Hiểu Quyên, tuy không phải do tôi sinh ra, nhưng mà từ trước tới giờ tôi vẫn luôn chiều chuộng nó. Hiểu Quyên từ nhỏ đã sống sung sướng, rất thích chơi trò giả thần lừa quỷ hù dọa mọi người. Có một lần, tri phủ phu nhân tới phủ của chúng tôi mới không để ý một chút, nó đã lấy áo bào của người ta rồi khoác lên người của nó, chạy tới trước mặt tôi hỏi: "Mẹ, mẹ đoán coi con là ai?" Hiểu Quyên, con còn nhớ lúc đó ta trả lời con như thế nào không? Con cái lớn rồi, không thích nghe, có thể trách mẹ vạch trần điểm yếu của con trước mặt nhà tướng công. Nhưng mà mẹ luôn không thể quên được hình dáng của con lúc nhỏ. Năm đó mẹ nói: "Nha đầu hư này, đừng tưởng rằng con mặc triều phục của phu nhân tam phẩm thì ta không nhận ra con. Cho dù con mặc gì đi nữa, vẫn là nha đầu của Giang gia mà thôi. Nếu như con còn dám học hỏi người ngoài nghịch ngợm, coi chừng ta sẽ kể hết chuyện xấu của con." Hiểu Quyên, có phải năm đó
mẹ đã nói như vậy không? Hiểu Quyên, có phải lúc đó mẹ đã nói như vậy với con không? Nha đầu Hiểu Quyên này từ nhỏ đã có chủ kiến, nhưng có điều một cô nương mà có chủ kiến quá, khó trách khỏi không biết trời cao đất dày là gì. Nó làm việc gì cũng không cẩn thận, chỉ sợ lỡ như có chuyện gì xảy ra gây họa cho hai phủ Kim Giang. Vị trí thiếu phu nhân của Kim phủ này không phải là dễ ngồi đâu. Số mệnh đã sắp đặt, trước sau cũng đạt được. Số mệnh không cho thì đừng cưỡng cầu. Tôi sợ rằng đứa con này của Giang gia vô phúc hưởng thụ rồi. Nhạc mẫu, Nguyên Bảo kính người một chung, chúc người sức khỏe an khang, mọi việc thuận lợi. Vừa rồi nghe nhạc mẫu nói mong đợi Hiểu Quyên thành tài, cũng giống như mẫu thân con bình thường dẫn dạy. Có điều nếu như Hiểu Quyên đã gả vào Kim gia của con rồi, con nghĩ nhạc mẫu cũng không cần phải quá lo lắng. Còn về việc Hiểu Quyên cổ có thể trở thành một thiếu phu nhân phù hợp hay là không thì chỉ có con mới có tư cách bình luận. Mà nói đúng không? Hiền tế đã nói như vậy rồi, xem ra là ta đã nghĩ nhiều quá. Phu quân con coi trọng con như vậy, con cũng có người chống lưng, ta cũng yên tâm hơn. Tôi còn phải đa tạ Giang phu nhân đã nuôi dạy Hiểu Quyên được tốt như vậy. Từ ngày Hiểu Quyên tới phủ họ Kim, không biết tôi vui mừng thế nào, cũng không biết tôi hài lòng thế nào. Chỉ là chúng ta hài lòng thì tất sẽ có người không hài lòng. Nhị điện hạ kia đột nhiên tới phủ, việc này chắc chắn có mục đích khác. Bà cũng biết đó, Kim phủ chúng tôi vốn là người của thái tử trước giờ và chưa từng qua lại với nhị điện hạ. Nhưng hắn đột nhiên tới phủ chúc thọ, bên trong thật không biết có bao nhiêu ý đồ mờ ám. Động thái của nhị điện hạ nhìn như ban ân, thực chất là để thị uy. Đúng vậy, trong tương lai Kim phủ chính là cái gai trong mắt của nhị điện hạ. Từ khi hai phủ Kim Giang chúng ta liên hôn tới giờ, nhị điện hạ không có ngon giấc. Chỉ mong sao cuộc hôn nhân của hai nhà có gì sai sót. Cho nên vừa rồi phu nhân bà đã dạy dỗ Hiểu Quyên cũng rất có lý. Cuộc hôn nhân này thật sự không thể để xuất hiện bất cứ sai sót nào. Đúng vậy, Kim Giang liên hôn là do Thái hậu lão nhân gia tác thành. Nếu như có chuyện gì xảy ra, đối với thái tử, đối với chúng ta, đều không có cách nào giải thích. Hiểu Quyên, vốn dĩ ta sợ cho con, từ nhỏ thiếu quản giáo, tánh tình thô lỗ, khiến cho mẹ chồng và phu quân không ưa. Nhưng bây giờ ta nhìn thấy con như vậy cũng coi như hiểu biết cơ bản, ta yên tâm rồi. Tỷ muội thân thiết của con có thể theo con tới tận đây cũng là duyên phận. Con nhất định phải chăm sóc cho cô ấy. Hai đứa từ nhỏ đã thân thiết như ngồi chung một chiếc thuyền. Nếu như có chuyện gì xảy ra, con không thể thoát, mà cô ta cũng không xong. Hôm nay muội ngồi trên ghế không cười không nói như khúc gỗ, thật làm ta mất mặt. Phu nhân, có mẹ muội luôn phải. Bỏ đi, từ bây giờ trở đi muội không cần phải để ý sắc mặt của ai hết. Hôm nay lúc muội ngồi trên ghế biểu hiện hoàn toàn không giống muội, không có tiền đồ. Muội nghe đi, bất kể trước đây muội đã chịu bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu uất ức, nếu đã gả cho ta rồi
thì từ ngày hôm nay ta không cho phép muội để ý sắc mặt của ai nữa, hiểu chưa? Được rồi, được rồi, muội biết rồi. Trừ sắc mặt của ta. Được rồi, được rồi, hổ vừa mới đi khỏi, cáo đã sống dậy rồi. Đi thôi, đi thôi, tất cả vào trong đi. Đi thôi. Cuối cùng cũng biết cười. Muội vốn biết cười mà. Hiểu Quyên, tiệc mừng thọ lần này con đã làm rất tốt. Rõ ràng, gọn gàng, lại có ý tưởng đặc biệt. Quả thật là đã làm Kim Phủ nở mày nở mặt. Đặc biệt là con chi tiêu có 2 vạn lượng bạc. Thật nhìn không ra, con đúng là có năng khiếu quản gia. Đa tạ mẫu thân khen ngợi. Thực ra tất cả là nhờ có biểu ca Trường Phong và Tuyết Nhi giúp đỡ cho con. Cố Trường Phong, tên ngốc đó thì giúp được gì? Chỉ trộm có chút cháo thôi sao? Nè, không cho huynh gọi huynh ấy là ngốc, lúc sau không phải nhờ huynh ấy giúp sao? Đó là vì hắn tự mình gây quả nên phải tự mình thu dọn. Được rồi, được rồi, Hiểu Quyên nói rất đúng. Sau này con đừng có gọi tên ngốc này tên ngốc nọ nữa. Cho dù là huynh đệ cũng phải biết tôn trọng lẫn nhau chứ. Hả? Đang nói tôi sao? Ta thấy hôm nay các con cũng đã mệt rồi, cả ngày lanh quanh trong phủ cũng gò bó, nên là ta quyết định cho các con nghỉ ngơi mấy ngày. Các con tới thôn Tây Lộ Hà đi, sẵn tiện thu tô thuế giùm mẹ luôn. Mẹ, không phải là đi thư giãn sao? Sao còn bắt thu tô thuế? Trong nhà nuôi nhiều quân sư như vậy, còn cần chúng con thu tô sao? Con là thiếu gia của Kim Phủ, cũng nên biết một số việc. Người trong nhà đâu thiếu. Thôi được rồi, đừng có nói nhiều nữa, nhanh đi, thu tô thuế về cho mẹ. Mẹ, nếu như mẹ đã muốn tụi con học quản gia, không bằng để tụi con đi Đông Lộ Hà đi. Nếu không nếm khổ, làm sao biết được cuộc sống này không dễ gì. Muốn đi thì tự mình muội đi, từ lúc sinh ra ta không phải là số khổ. Lẽ nào thiên hạ có ai lại không phải chịu khổ sao? Ngay cả hoàng thượng cũng không thể mọi chuyện đều như ý, huống hồ gì chúng ta. Hiểu Quyên nói rất đúng, phải chịu khổ mới biết được khó khăn của kẻ dưới. Nếu không, vị thiếu gia Kim Phủ như con mãi mãi không thể trưởng thành được. Được, đi Đông Lộ Hà đi. Được rồi, mẹ, con đi giúp mẹ đi thu tô thuế về. Nhưng hai tụi con thôi, không đưa theo người hầu hay hộ vệ gì hết, khỏi phiền nhiễu dân. Ê, mẹ, hay là đưa Tuyết Nhi cùng đi luôn nha. Không được, ta sẽ phải đưa cổ theo, hai chúng ta là đủ rồi. Có gì mà không được, không phải nhạc mẫu của con đã nói rồi sao? Hai người trước giờ ngồi chung một thuyền. Đi đi. Hả? Tuyết Nhi cũng đi hả? Vậy thì tôi phải chuẩn bị nhiều thuốc một chút. Khí hậu trên núi khó đoán trước, tôi phải chuẩn bị nhiều thuốc. Huynh cũng muốn đi? 4 người luôn, huynh dám? Tôi dám, huynh. 4 tấm thảm này đều là loại mỏng nhẹ giữ ấm hả? Đều làm bằng tơ tằm sao? Được, gói lại hết đi. Dạ. Ê, đây không phải bộ ấm ta hay dùng sao? Bộ kia đâu? Sao ta uống trà bằng thứ tầm thường này được? Đặc biệt có chỗ thôn quê kia, ngươi muốn dùng cái này uống trà sao? Đi lấy bộ kia đi. Dạ. Điều mới hái có phải không? Dạ. Cho ngươi biết, tất cả đều không cần. Sáng ngày mai trước khi đi, hái trái cây mới rồi đem gói lại, đi. Dạ. Nè Kim Nguyên Bảo, đi có 3 ngày, quên đem nhiều đồ vậy làm gì chứ? Sao vậy? Ta có điều kiện khiến bản thân mình thoải mái, sao ta phải chịu khổ? Phải, đại thiếu gia, quên đem cả cái nhà này đi theo quên luôn đi. Hay là quên đem cái giường theo luôn. Nè, ý hay đó, lần sau ta sẽ làm vậy. Muội cảnh cáo Quynh, lần này chỉ cho phép Quynh đem theo 1 tay nải. Muội cho Quynh đem theo tay nải lớn một chút cũng không sao, nhưng chỉ được đem theo 1 cái. Muội tuyệt đối không đi cùng nam nhân đem theo 2 tay nải trở lên ra ngoài đâu. Muội nói đó nha. Ừ. Ê, làm gì vậy? Nè, làm gì vậy Kim Nguyên Bảo? Quynh làm cái gì vậy? Làm gì là làm gì? Muội không phải là tay nải lớn nhất của ta sao? Hơn nữa chỉ có 1 cái. Người đâu? Đem tay nải này gói lại cho ta. Muội. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trường Phong. Tuyết Nhi, muội tới rồi. Có cần muội giúp không? Không cần. Muội chỉ đứng nhìn là ta vui rồi. Đúng lúc ta giới thiệu với muội nha. Muội xem đồ của ta nè. Rèm che có thể tránh nắng. Ánh nắng trên núi rất độc.
Ê, da của muội mềm mại như vậy, ánh mặt trời rất hại, bị thương thì làm sao? Có cái này thì không sợ nữa. Còn nữa, chiếu tre, phong cảnh dọc đường á chắc chắn là rất đẹp luôn. Nếu Tuyết Nhi cô nương muốn ngắm cảnh dọc đường á, ta sẽ trải chiếu này ra. Ê, thu cảnh đẹp vào trong tầm mắt. Đem theo. Ê, thảm lông. Đem theo. Trường Phong. Đem theo. Muội đâu có cao quý như vậy. Hơn nữa, tại sao muội phải tức ngực khó thở? Không phải, nhưng mà ngồi trên xe lâu như vậy biết đâu sẽ bị đó. Hơn nữa, không khí trên núi tuy là trong lành, nhưng mà nhiệt độ đó thấp hơn trong thành rất nhiều. Như vậy, phải đề phòng muội bị cảm mạo, hô hấp không thuận, tức ngực khó thở. Những gì có thể hữu dụng đều đem theo hết hả? Đúng rồi, còn nữa. Nè, mọi cô đi nè. Cái gối, gối của nhà nhất định sẽ thoải mái hơn. Đem theo. Còn nữa. Nè, cái này đi. Đừng có đem nữa. Đừng đem nữa. Không thể không đem. Không được. Bước này rất quan trọng đó. Đừng có đem nữa. Mùi tự xem đi. Để mình giới thiệu cho nha. Hết đâu. Đừng có đem nữa mà. Đem được mà. Nhanh nhẹn chút đi. Tay chân gì mà lóng ngóng vậy? Làm cái gì không biết. À, sao rồi, đủ chưa? Mày xuống trước đi. Dạ. Trường Phong, để muội giúp Quỳnh nha. Ê, không được giúp nghe, để hắn tự làm. Nè, sao Quỳnh cứ ức hiếp Trường Phong vậy? Ta ức hiếp thì đã sao? Trường Phong, Quỳnh xong chưa lâu quá vậy? Làm cái gì vậy hả? Hả? Nhanh lên, đưa đồ lên xe. Tới đây. Không cần chờ đâu, chúng ta đi thôi. Ê. Chờ đã. Nè, chờ tôi với. Mới chợp mắt chút thấy hơi đói bụng rồi. Kêu Trường Phong làm chút đồ ăn đi. Tự Quỳnh không biết làm sao? Những chuyện này không tới lượt ta làm. Ê, cho Quỳnh đói chết luôn. Trường Phong, dừng xe đi. Được rồi. Đi lấy gì ăn đi. Được rồi. Nhanh lên, ta đói chết đi được. Được thôi. Ê, không khí trong lành khơi dậy cơn thèm ăn của ta. Sao vậy? Nhanh lên đi, ta đói lắm rồi. Hình như quên đem đồ ăn rồi. Sao lại vậy được? Lúc mình ra khỏi nhà ta thấy quên đem một rương đồ ăn kia mà. Không phải, lúc ra khỏi nhà mình đi gấp quá, mọi người đều hối tôi. Có thể là quên đem rồi. Quên nói cái gì? Quên quên thật rồi. Quên thật sao? Nè, quên đừng có bắt nạt Trường Phong mà. Có bản lĩnh thì tự làm đi. Ngồi im đi. Dương đại nương thước đem làm gan ngỗng cho ta. A Phúc còn chuẩn bị rau dầm tương, còn có cả màn thầu nữa, bánh cao lương nhân, rau dại, bánh cuộn, trái cây mứt mật. Quỳnh quên đem theo. Sao không quên cả người Quỳnh luôn đi? Nè, Quỳnh cũng ăn bánh cao lương nhân, rau dại sao? Là Dương đại nương dành 3 phần đất trong vườn trồng rau dại cho ta. Thiếu gia, Quỳnh đừng tức giận mà. Không sao đâu, tôi có đem cái này. Quỳnh nhìn đi, cam thảo ngọt lắm đó, ngon lắm luôn đó. Quỳnh thử đi nha. Quỳnh giỏi thì ăn đi. Ngọt không? Nè. Không phải nói nam tử hán đại trượng phu cái gì cũng biết sao? Bên kia có cái hồ, hai người nam nhân các Quỳnh qua đó bắt cá đi. Muội kêu ta bắt cá, muội biết ta là ai không? Hả? Không phải Quỳnh là Kim Nguyên Bảo sao? Có gì ghê gớm đâu, nhanh đi đi. Không được đâu, thuốc của tôi không phải dùng để nấu cá. Bất lãm nhảm, bắt cá thì bắt cá, đi. Ngốc quá đi. Kìa kìa, ở bên đó đó. Anh nè, sao? Ta bắt được cá rồi. Lần này chúng ta có cá để ăn rồi. Có thật không? À, giỏi quá. Ừ.
笑得真傻，虽然你的心思变化无常，只有我值得住你无天无法。Chắc là chín rồi đó, cầm đi. Đa tạ, cây nấm này cũng nướng chín rồi, cho Quỳnh ăn trước đó. Nè, nhìn coi tôi tìm được gì nè. Tôi tìm bên kia đó, ở đó có rất nhiều nấm, màu sắc còn rất đẹp nữa. Nướng là chắc ngon lắm đó, cho muội nè. Cái này cho Quỳnh đây. Cô coi, còn một cái rất đẹp nữa cho cô đó. Ừ. Sao không nướng đi, bộ không tin tôi hay sao? Thực sự ngon lắm đó, để tôi ăn cho mọi người xem nha. Nè Trường Phong. Ngon lắm. Loại nấm này có độc đó. Quỳnh, Quỳnh mau nhả ra, nhả ra đi. Nhả ra, mau lên. Quỳnh hơi bạn quá, gái lùng tùng quá nè. Đáng ghét. Nè, nhìn kia. Wow, sao băng. Cầu nguyện. Sầu chiến trở sầu hồn đi hải giao thiên hạ. Thiên hạ xa lại bù quan thà. Chuẩn chiến đi lê quá. Ý quý đi chiến đi. Nè. Thâu vàng. Sang